Đây là thành phẩm của mình mới làm xong các bạn ạ, là món rau cải trộn đậu phụ nhé. Và để làm món này thì các bạn cần chuẩn bị cho mình các nguyên liệu như sau. Mình mời các bạn cùng vào bếp để làm món ăn với mình ạ. Để làm món rau trộn đậu phụ này thì các bạn cần chuẩn bị cho mình một nắm rau các bạn ạ. Đây là gọi là rau cải bó xôi hay là gọi là rau chân vịt các bạn nhé. Mà các bạn như tuổi mình ngày xưa ấy là hay xem cái phim hoạt hình Oli với cả Popeye và Bruto ạ. Tức là phim thủy thủ Popeye đấy ạ các bạn ạ. Và khi thủy thủ Popeye yếu ấy, không đánh được chú Bruto to béo ấy thì là hay hay làm hộp rau chân vịt này để ăn thì là cơ bắp nó nổi cuồn cuộn lên và có sức khỏe rất là tốt đấy. Vì rau cải bó xôi này thì có tác dụng rất là tốt, mình cũng nói rất nhiều các video mình chia sẻ rồi cho nên mình cũng không nói lại nữa các bạn nhé. Đây là cải bó xôi mình chợ tự trồng ấy, mình vừa ngắt xong rất là tươi và ngon với chị em phụ nữ chúng ta ăn ấy. Với cái phần rau này thì các bạn sẽ nhặt sạch đi cho mình nhé. Vì rau này á, mình trồng mình không cắt gốc mà mình nhổ ấy, mình chỉ cắt cái phần lá để mình ăn thôi, còn cái phần gốc mình lại để nó lại có rau để mình ăn nhé. Những cái chỗ nào nó hỏng ấy thì các bạn sẽ nhặt bỏ đi cho mình nhé. Ăn cải này rất giòn và ngon mà chị em phụ nữ chúng ta sẽ có làn da tươi trẻ và đẹp căng bóng các bạn nhé. Nó sẽ làm cho kéo dài được tuổi thanh xuân của chúng ta đấy ạ. Với món này thì chị em phụ nữ rất là ưa chuộng, không gây béo như chúng ta mà ăn lại dễ dàng. Các bạn muốn giảm cân ấy, thì chúng ta có thể ăn với cái loại này mà vừa đủ dinh dưỡng và vừa ngon nhé. Các bạn chuẩn bị cho mình 3 tép tỏi và một bìa đậu. Bây giờ mình sẽ rửa phần rau cải để mình luộc qua hay trần qua các bạn nhé. Với đậu thì các bạn, nhưng mà đậu mình mua họ vừa làm xong thì chúng ta không phải trần, còn không có thì mình cũng trần qua nhé. Tỏi thì mình sẽ băm nhỏ ra. Đây các bạn sẽ băm nhỏ cho mình cái phần tỏi này ra nhé. Nồi nước nhé và mình sẽ cho vào đây bìa đậu để mình trần qua nhé. Trần qua đậu trước, sau đó thì mình sẽ trần rau. Đậu nó sẽ không ấy được thì mình sẽ lật lên nhé. Chỉ cần trần qua nước ấm thôi. Các bạn cho mình vài hạt muối vào đây. Sau khi mình trần đậu xong ấy, mình sẽ trần qua rau nhé. Và bây giờ mình sẽ vớt cái phần đậu ra các bạn ạ. Khi nồi nước đã sôi rồi thì các bạn sẽ cho mình cải bó xôi vào. Các bạn không có cải bó xôi nhé thì chúng ta có thể dùng với các loại cải khác đều được nhé. Nhưng mà có cải bó xôi thì sẽ tốt và ngon hơn đấy ạ. Khi mình trần rau cải mình muốn giữ cho độ xanh ấy, thì các bạn sẽ đun với lửa to và mình không đậy vung nhé. Mình vung ra.
Đây các bạn, khi mình trần cái phần rau này đã được rồi các bạn nhé, và các bạn sẽ vớt ra nước lạnh cho mình ạ, để giữ được độ xanh giòn của rau. Để mình chuẩn bị một ô nước lạnh nhé. Đây các bạn, khi cải mình đã trần xong rồi nhé, vớt ra nước lạnh rồi, bây giờ mình sẽ vớt ra để cho nó ráo nước nhé. Sau khi mình vớt ra rồi các bạn nhé, để ráo nước rồi, bây giờ mình sẽ thái cái phần rau này ra nhé. Bạn sẽ cắt khúc cho mình ra. Các bạn, đậu các bạn sẽ cho vào cho mình nhé. Nếu mà bạn nào thích đậu ấy, thì mình có thể cho ít, không có thì cho cả bìa đậu như thế vào cũng được nhé. Trộn đều lên, dầm nát cái phần đậu này lên. Các bạn cho mình cái chảo lên bếp, mình cho một ít dầu vào thôi nhé. Chỉ đổ một thìa canh dầu đây, không cần nhiều. Rồi mình sẽ cho cái phần tỏi vào. Mình phi cho nó thơm lên thôi. Nếu mà các bạn mà ăn được sống, tỏi sống thì chúng ta không phải phi tỏi này lên nhé. Thì mình trộn luôn tỏi và rau luôn cùng. Nhưng mà vì khi ăn tỏi sống ấy, nó hăng hơn thì các bạn phi thơm nó lên là được. Chỉ cần phi thơm cái phần tỏi này lên thôi. Rồi khi phần tỏi này thơm rồi, các bạn sẽ cho vào rau cho mình nhé. Đây ạ, mình sẽ đổ cái phần tỏi vào rau. Rồi bây giờ mình sẽ trộn vào đây. Các bạn cho mình bột canh nhé, để vừa ăn với khẩu vị của mình. Mình dùng bột canh đa dụng ấy, mình tự làm rồi đấy ạ. Đấy, chỉ cần một chút bột canh thôi. Đây ạ, mình trộn đều lên nhé, là mình có được một món ăn rất là ngon luôn các bạn ạ. Món này ăn vừa ngon vừa mát nhé, dễ ăn. Nếu lúc chúng ta đổi bữa thì chúng ta có thể thay đổi một chút để cho bữa cơm gia đình chúng ta nhìn nó khác lạ, ngon hơn nhé. Các bạn nêm nếm xem vừa với gia đình nhà mình chưa nhé, để mình cho ra đĩa nhé. Như mình ăn như này rất vừa rồi các bạn ạ. Thơm ngon, dễ ăn. Mà lại mát, đỡ háo nhé. Một cái đĩa mình cho ra. Thế các bạn, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cách làm món rau trộn đậu phụ thơm ngon nhé. Các bạn sẽ rắc cho mình một chút vừng trắng rang lên nữa nhé, là sẽ thơm ngon của cái món này.
Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo của mình. Các bạn thích hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình ạ. Ẩm thực miền quê ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video gần nhất của mình.